Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh. Thì anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ alo trực tiếp cho Khanh nha. Ngoài ra Khanh còn có chương trình là thu cũ đổi mới. Anh em nào có xe cũ muốn đổi lên xe mới thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Thì clip hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho anh em con xe tải ZAC N800 vừa về tới công ty Khanh luôn. Thì hiện tại dòng xe tải ZAC N800, N900 đang rất là hot nha anh em, gần như là cháy hàng, chỉ còn công ty Khanh còn vài chiếc thôi. Nên là anh em nào đang có nhu cầu muốn con lấy cái con 800, 900 này thì nhanh tay đặt hàng ở công ty của Khanh. Thì Khanh sẽ tranh thủ Khanh rút xe đó cho anh em sớm nhất có thể. Thì hiện tại như anh em thấy thì con N800 này hiện tại thì còn đúng một xe duy nhất ở công ty Khanh. Nếu mà anh em mua con này mà được bán đi rồi á, thì cái lô tiếp theo về là cuối tháng 4 mới có hàng tiếp theo nha anh em. Nên là anh em nào muốn mua xe thì cứ alo trực tiếp cho Khanh. Thì cái con xe tải ZAC N800 này và N900 là hai cái mẫu xe tải ZAC được rất là nhiều anh em quan tâm. Thứ nhất về cái giá bán rất là hợp lý, và cái thứ hai về cái thiết kế rất là đẹp, và cái thứ ba là cái động cơ. Động cơ của xe là động cơ Cummins của Mỹ. Đó, thì đó là những cái ưu điểm cực kỳ nổi bật trên cái con xe N800 này của nhà máy ZAC. Thì hôm nay anh em mình sẽ tìm hiểu như thế nào nha. Thì cái con N800 này sẽ có tải trọng ra giấy là 8 tấn 350 và kích thước thùng xe là 7m6. Nếu anh em nào muốn cái tải trọng cao hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn là con N900. Thì hai cái giá bán con này nó bằng nhau luôn, là 727 triệu xe thùng chưa giấy tờ. Đó, một cái giá bán rất là hợp lý nha, với cái động cơ đi theo xe là động cơ Cummins. Đó, trời ơi, hôm nay hơi nắng nên anh em thông cảm nha. Nhiều khi quay anh em nói Khanh không mở mắt chứ thì nắng quá nó chói mắt. Đó, và con xe mình sử dụng là cái đèn halogen. Đèn thì này gần như là anh em ai cũng biết rồi, trên xe tải ZAC là đa số bây giờ đều sử dụng cụm đèn này, đèn đứng, đèn halogen, tích hợp đèn đèn bi xi nhan tất cả vào trong một cụm đèn này. Phía dưới chúng ta có cái đèn đèn cản như đây. Đây là hai cái móc khóa cứu trợ, khi anh em mình xa lầy á thì xe khác sẽ móc vô đây kéo xe mình lên. Thì nhiều anh em nói cái móc này nó rất là thô cho con xe, thì Khanh mấy khách hàng trước Khanh cũng rồi kêu là tháo ra nha anh em, tháo ra. Vẫn nay là nó chỉ bắt con ốc bình thường thôi, chúng ta cứ tháo dặn ra bình thường thôi chứ không có gì mà khó khăn cả. Về phần bên hông thì như anh em thấy cái con xe ZAC N800, N900 thì trong thời gian qua nhiều anh em chê là cái gọng gương của nó thô quá, xấu quá. Thì Khanh xin phép nói anh em á, lúc trước á, thằng ZAC mình nó ra gọng gương trên giống y như xe Isuzu thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mà gắn lên xe này á là không thể nhìn được, tại vì con xe mình to quá, cái thùng xe dài quá, không thể đủ để mà tầm quan sát nhìn được. Nên là nhà máy ZAC phải bắt cái bát rộng ra, mà cái con xe cái gương cũ á, thì không làm được, nên là phải dùng cái gương này. Nhưng mà thà nó xấu một xí nhưng mà nó an toàn nha anh em. Đó, thì không có con xe nào mà nó hoàn chỉnh, không có con xe nào mà khiến cho anh em vừa lòng cả, cũng phải có cái ưu điểm và cũng phải có cái nhược điểm nha. Thì đó là một cái nhược điểm, cái gương xấu của con xe này. Thì về phần lốp xe thì con xe mình là xe lắp ráp trong nước, xài lốp của Việt Nam mình là lốp cao su Mina, và cỡ lốp xe là 8-25-20. Đó, lốp trước lốp sau bằng nhau nha anh em, nên là xe mình rất là cao. Về phần thùng xe thì anh em thấy con xe mình là thùng đóng được 7 bấn mở, mỗi bên 3 bấn và phía sau 1 bấn nữa. Và kích thước thùng xe dài là con này là 8 tấn nha, 8 tấn 350, thùng dài là 7m6. Thì thùng dài là 7m6, bề ngang của nó là 2m3 50, còn chiều cao của nó là 2m1 50. Đó là chiều cao tối đa của một con xe tải rồi. Đó. Nếu anh em lấy cái con ZAC N900 á thì anh em chuẩn bị N900 thì mình sẽ có cái tải trọng cao hơn, là tải trọng 9 tấn và thùng dài là 7m thôi. Còn bề ngang, bề rộng thì nó cao rộng bằng như con xe này thôi, chỉ thùng nó ngắn lại và tải trọng nó cao hơn. Thì con này nó dài ra thì nó nặng sát nên tải trọng bắt buộc phải hạ xuống nha anh em. Thì giá con này Khanh, như Khanh nói nãy là giá là 727 triệu, giá xe thùng 727 triệu. Thì anh em mua trả góp á, chuẩn bị cho Khanh tầm khoảng 200, là 25%, tầm khoảng 200 triệu là có thể sử dụng được con xe này rồi. Còn như anh em làm mua tiền mặt á thì xe Khanh sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể cho anh em, chỉ cần xuống đóng tiền cho Khanh và Khanh sẽ rút hồ sơ cho anh em luôn. Còn như mà anh em mua trả góp thì chuẩn bị cho Khanh thì nói là 25%, tầm khoảng 200 triệu, và
thủ tục mua gồm chứng minh, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Nếu mà chưa có gia đình á thì chuẩn bị cho Khanh giấy xác nhận độc thân nữa là ok nha. Bây giờ anh em mình sẽ lên phần nội thất xe nha anh em. Đây lên đi em. Thì con xe tải rắc N800 này nó có cái nội thất rất là rộng rãi và cũng rất là hiện đại nữa nha. Con xe này sử dụng cabin vuông, một trong những cái cabin mà gần như tất cả các dòng xe tải bây giờ đều hướng đến. Tại vì cái bên trong thì nó rộng rãi như anh em cũng thấy rồi, ba chỗ ngồi rất là rộng rãi và phía sau mình có cái giường nằm nữa. Thì anh em đi đường xa hoặc là anh em mệt mỏi khi lái xe, chúng ta dừng vào cây xăng hay là dừng vào bên đường thì chúng ta nghỉ lưng một chút thì sức khỏe mình nó hồi phục rồi mình chạy xe cho nó an toàn hơn nha anh em. Chứ đường anh em đừng cố quá thành quá cố nha anh em. Đó nên là anh em cố gắng, rồi mình chạy thấy mình mệt thì mình nghỉ ngơi một xí thôi. Bây giờ con xe này thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm mà Khanh muốn giới thiệu cho anh em, là nãy giờ đó giá bán rồi nội thất đẹp, cabin rộng rãi, rồi máy ngon đó. Và giờ nội thất thì anh em thấy máy lạnh, đồ lạnh rất là nhanh luôn nha. Khanh vừa nổ máy rất là lạnh rồi đó. Và cái đồng hồ của nó rất là đẹp nữa nè. Con xe này sử dụng phanh hơi lốc kê nha anh em, hai đồng hồ hơi nè và đồng hồ km nè. Đồng hồ điện tử nó sẽ báo anh em, đồng hồ này nó đang báo là chúng ta đóng cửa lại nè. Và đồng hồ này, đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ động cơ. Và trên con xe này nó có nhiều, rất là nhiều cái nút tăng giảm âm lượng nè, nghe gọi nè, lưu control nè, hệ thống ga tự động nè. Và xài hộp số là 6 tiếng một lùi. Thì theo đó là cái động cơ Cummins với dung tích máy là 3.8. Đó, một cái động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và con xe này riêng cái dòng xe tải dắt là nó có điểm là cái nó có cái cửa sổ trời như thế này. Cửa sổ trời này anh em đi vào ban đêm thì chúng ta có thể mở cửa ra. Gió bên như ngoài vào chúng ta tắt máy lạnh đi thì nó sẽ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, nhiều anh em rất là thích cái tính năng này của nhà máy dắt. Đó là cái hôm nay Khanh muốn giới thiệu cho về cái bán dắt tắm nha. Phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.